Hi, chào các bạn, lại là game hay thế giới nữa đây. Có một số người cho rằng trong Titan TV Man, Upgrade Titan TV Man V2 là mạnh nhất. Cũng có người lại cho rằng Ultra Titan TV Man mới thật sự mạnh. Một số khác lại cho rằng Zombie Titan TV Man mới là chúa tể trong các loài TV Man. Vậy liệu đâu mới là đúng? Thế thì ngày hôm nay mình quyết định mod tất cả những hình dạng Titan TV Man vào và cho bọn chúng chiến đấu lẫn nhau để xem đâu mới là chúa tể của loại TV Man. Trước khi cho trận chiến chính thức bắt đầu, mình xin điểm sơ qua những Titan TV Man có mặt ngày hôm nay nhé. Đầu tiên đó chính là Titan TV Man, tức là nhân vật chính trong series Skibidi Toilet đó các bạn. Cũng là Titan TV Man đầu tiên xuất hiện, vô cùng khổng lồ, to lớn và có sức mạnh phi thường. Đứng kế bên chính là Upright Titan TV Man V1. Đây là hình dạng của Titan TV Man sau khi chiến đấu rất nhiều ngày, bị thương và được các đồng đội sửa chữa nâng cấp. Tiếp theo chính là Upright Titan TV Man V2. Đây là hình dạng của Upright Titan TV Man V1 trong lúc chiến đấu, được những Speakerman gắn lên một bộ áo giáp loa vô cùng khủng khiếp. Về phía của loài quái vật bồn cầu, càng chết, bọn chúng càng xuất hiện những quái vật toilet to lớn, hung tợn và vũ khí rất hiện đại. Do đó đã khiến cho Titan TV Man bắt buộc thay đổi toàn diện cơ thể của mình một lần nữa, cho ra đời Ultra Titan TV Man V1, chính là nhân vật trước mắt của chúng ta. Tuy nhiên trong quá trình chiến đấu đã xuất hiện rất nhiều lỗi, do đó Ultra Titan TV Man V1 phải nâng cấp lên thành dạng V2. Tuy nhiên lúc này bên phía của loại quái vật bồn cầu xuất hiện một tên cầm đầu, chính là Skibidi Toilet G-Man. Hắn khổng lồ và lớn hơn những Skibidi Titan rất nhiều. Do vậy lúc này Ultra Titan TV Man V2 bắt buộc phải nâng cấp thêm một lần nữa. Sau khi biến đổi thành dạng Ultra V3, Titan TV Man lớn hơn rất nhiều. Đồng thời lúc này trên tay của cậu ấy cầm một thanh kiếm màu tím vô cùng sắc bén. Mọi chuyện chưa dừng lại đó. Sau khi những Skibidi Titan đánh bại lũ quái vật bồn cầu, thì lúc này bên phía Titan Speakerman đã tìm ra một bí mật nâng cấp, giúp cho Ultra Titan TV Man V3 của chúng ta đạt trạng thái V4 và biến thành Big Boy Titan TV Man. Bên cạnh những hình dạng mà Titan TV Man đã biến đổi và nâng cấp, thì cũng xuất hiện một số nhân vật khác cũng mang hình dạng của Titan TV Man. Đó chính là Devil TV Man, là một kẻ vô cùng độc ác, xuất thân từ thế giới TV Man, nhưng có một quá khứ vô cùng bi thương khiến cho hắn trở nên rất độc ác và muốn tiêu diệt chính loại TV Man của mình. Trái ngược với Devil TV Man thì bên cạnh cũng là một thành viên của TV Man, cũng có quá khứ vô cùng khó khăn, nhưng cậu ấy luôn cố gắng kiên trì sử dụng khả năng thông minh của mình để tận dụng những công nghệ sắt thép bị bỏ đi, nâng cấp phát triển bản thân của mình. Tiếp theo chính là Zombie Titan TV Man. Đây là cơ thể chết đi của Titan TV Man, nhân vật chính chuyển và bị nhiễm virus zombie ở một thế giới song song nào đó. Tức là tại thế giới song song đó, loài quái vật bồn cầu chiến thắng và giết chết hết tất cả những Skibidi Man cùng với Titan của họ. Tương tự như thế giới song song đó, cũng xuất hiện một thế giới song song, Skibidi Titan TV Man trở thành thần thánh và tiến hóa lên hình dạng God Titan TV Man như trước mặt của các bạn đây. Trở lại với thế giới hiện tại, thì trong dòng thời gian tương lai cũng xuất hiện rất nhiều Skibidi Titan. Trong số đó có Future Titan TV Man, tức là nhân vật trước mặt của chúng ta. Và chúng ta lần đầu tiên được thấy nhân vật này khi nó đã quay ngược thời gian về để cứu những Titan ở hiện tại. Cuối cùng chính là thần thoại Mythical Titan TV Man. Đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa biết nguồn gốc của nó đến từ đâu và nó xuất hiện như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay, liệu tất cả những TV Man ở đây, ai mới là chúa tể của loài TV Man và mang sức mạnh khủng khiếp nhất? Nào, chúng ta cùng bắt đầu trận chiến, đi tìm ai là chúa tể thôi. Ở trận đầu tiên, mình sẽ cho đối đầu giữa Titan TV Man cơ bản và Upgrade V1. Upgrade V2. Được rồi, không biết ai mới là kẻ chiến thắng, ai mới là mạnh nhất đây. Theo lý thuyết thì Upgrade Titan TV Man V2 chính là kẻ vượt trội hơn cả.
mình cũng nhanh chóng cho trận chiến bắt đầu. Vừa bắt đầu thôi, lúc này ba tài tần TV Man đã áp sát lá cà với nhau. Kiki, Upgrade V2 và V1 đã bắt đầu sử dụng luồng ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng vào nhau, cũng khiến cho tài tần TV Man cơ bản đứng đằng xa dính phải. Không ổn rồi, lúc này tài tần TV Man cơ bản đã ngã xuống, thật quá đáng tiếc. Còn về phía của Upgrade V2 và V1 đang cố gắng tiêu diệt lẫn nhau. Vâng, vâng, đã có kết quả rồi. Không ngoài dự đoán, Upgrade tại tầng TV Man V2 đã chính thức giành chiến thắng. Đến với trận chiến đấu thứ hai, chính là cuộc đối đầu giữa ba Ultra Titan TV Man V1, 2 và 3. Còn Ultra V4 tức là Big Boy Titan TV Man, vì sức mạnh nó quá áp đảo và khủng khiếp nên mình sẽ cho nó vào trận chiến đấu thích hợp. Và cuộc chiến thứ hai này cũng chính thức bắt đầu. Kiki, chùi hết mà đã có Ultra Titan TV Man V1 ngã gục rồi. Không lẽ kịch bản cũng sẽ giống như trận chiến trước, Ultra Titan TV Man V3 sẽ giành chiến thắng nhờ sự nâng cấp cải tiến thế hệ mới của mình hơn hay sao? Hy vọng lần này sẽ có gì đó khác biệt. Không biết bây giờ các bạn xem tới đây, trong lòng của các bạn đang ủng hộ cho hình dạng của Titan TV Man nào là chúa tể của loài TV Man đây? Hãy bình luận ở bên dưới nhé. Kiki, trận chiến thứ hai của chúng ta cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Vâng, lịch sử lại lặp lại một lần nữa. Ultra Titan TV Man V3 đã chiến thắng hai thế hệ trước của mình. Đến với trận chiến thứ ba là sự đối đầu giữa Devil Titan TV Man, Titan TV Man cầm cưa và Zombie Titan TV Man. Đây có lẽ là ba Titan cũng khá là kỳ quái và rất là mạnh mẽ, không thua gì Titan TV Man chính diện của chúng ta cả. Nhưng liệu ba Titan này có lập nên kỷ lục và trở thành vị chúa tể thống trị loài TV Man hay không? Trận chiến cũng chính thức bắt đầu. Vâng, lúc này Devil Titan TV Man, ngư ông đắc lợi, đứng từ xa dùng khẩu súng ma quái của mình và bắn vào hai Titan kia. Còn lúc này Zombie Titan TV Man cùng với Titan TV Man cầm cưa chỉ biết áp sát lá cà và cắt xén lẫn nhau. Dường như những Titan này khá là trâu bò, hoặc là chiêu thức của bọn chúng mất không nhiều máu. Để tôi tăng lực đam cộng với giảm máu lại, đẩy nhanh thời gian và kết thúc trận chiến. Wow! Và người chiến thắng ở trận thứ ba này không ai khác chính là Zombie Titan TV Man. Vâng, bây giờ xin mời các bạn đến với trận chiến vòng loại cuối cùng, với những đối thủ vô cùng nặng ký và chờ đợi nhất ngày hôm nay. Có lẽ với mình đây cũng không khác gì một trận chung kết, với những đối thủ cực kỳ khủng khiếp. Nào là Mythical Titan thần thoại, nào là Big Boy Titan TV Man, còn có cả Future Titan nữa kìa. Tất nhiên cũng không thể nào thiếu đi sự tham gia của God Titan TV Man. Trận chiến khủng khiếp này cũng chính thức bắt đầu. Lúc này ba thực thể siêu cấp Titan TV Man đã áp sát lá cà, riêng chỉ có God Titan TV Man hơi chậm chạp, vẫn ở đằng xa tích kia chạy tới. Wow, tôi không thể nào phủ nhận được sức mạnh cũng như vẻ đẹp của Mythical Titan thần thoại TV Man cả các bạn à. Chắc chắn một điều, lần này nó sẽ là chúa tể quá. Không có Titan TV Man nào chịu nổi những đòn tấn công của nó như thế kia. Nhưng khoan, Future Titan TV Man cũng không hề kém cạnh. Chết rồi, nhìn kia, Big Boy Titan TV Man, tức là Ultra Titan TV Man V4 đã bị ngã gục dưới tay của thần thoại Titan TV Man. Có vẻ như trận chiến này Titan thần thoại đang làm chủ, và tất cả những Titan khác giống như là con mồi của nó đang bị săn vậy. Vâng, thêm Future Titan cũng không chịu nổi một chém của thứ quái vật khủng khiếp này. Liệu God Titan TV Man nãy giờ không làm ăn được gì, có sống sót hay không? Cố lên God Titan, hãy đến bãi thần thoại Titan TV Man đi. Liệu mày có làm được hay không? Không, quá mạnh, quá khủng khiếp, quá trên lệch đẳng cấp. Vậy liệu ở trận chung kết ai có thể ngăn cản Mythical Titan TV Man đi? Đến với trận đối mặt cuối cùng, cũng là trận chung kết tìm ra đâu là chúa tể của loài Titan TV Man, thì mình cũng nhanh chóng cho những nhân vật đã giành chiến thắng ở trận trước tập hợp lại.
Ở đây có 4 Titan, chính là Mythical Titan TV Man, Ultra Titan V3, Upright Titan V2 và Zombie Titan TV Man. Không đợi chờ nữa, trận chiến chung kết cũng chính thức xảy ra. Wow, chưa gì hết mà đã có người nằm xuống rồi. Chính là Upright Titan TV Man V2, chịu không nổi cuộc hỗn chiến này. Chỉ còn lại Zombie Titan TV Man và Ultra V3 mà thôi. Vâng, Zombie Titan vừa được nhắc tên đã hạ gục Ultra V3. Nhưng thật đáng tiếc quá đi, khi đối mặt với lại Mythical Titan TV Man, nó đã không chịu nổi. Vậy là đúng như những gì tôi suy nghĩ, thứ này quá khủng khiếp. Thần thoại Titan TV Man chính thức trở thành chúa tể của loài TV Man.